Ôi trời. Nè bà, làm gì mặt mày chù ù bỏ đi vậy chứ? Cô nói chúng ta về nhà trễ quá, báo hại cổ tăng sở trễ giờ, À, đồ cuốn gói không làm nữa. Thử hỏi đây là thế giới gì chứ? Em trả tiền cho cổ, cổ giờ phải bắt em chịu đựng hả? trời ơi, tóm lại có cổ thì suốt đời rắc rối, có em thì suốt đời tươi đẹp rồi ha. Ê, chuyện lặt vặt trong nhà vợ chồng mình cũng lo được mà, đừng có giận nữa ha. Thì đó, những chuyện nhỏ như hạt đậu này, đừng có tức giận gì họ. Ừ. À phải, Sao vậy? có một chuyện không phải nhỏ như hạt đậu. Vậy sao? Thì ra anh Sinh thật sự đang điều tra Cao Thiên Tựu đó. Em muốn bàn bạc với anh, chúng ta có cần tìm một người phụ giúp điều tra Cao Thiên Tựu hay không? Hay lắm nghe. Nè nè, đám giàu có này á, không chừng có 5-10 cô vợ bé, tới lúc đó mỗi vài triệu của ông ta cũng hay lắm. Vậy mà anh cũng nghĩ ra. Vậy có cần điều tra tổ tiên 18 đời của ổng? Gần đây ổng có bệnh hiểm gì đó không? Đương nhiên rồi, điều tra luôn hàng ngày ổng đi đại tiện tiểu tiện bao nhiêu lần, lưng của ổng có bao nhiêu mục ghẻ, khai hết cho đám tạp Anh kinh tởm quá đi. nghe. Nói cho em biết, kinh tởm dài Chứ, tại sao dài. Bởi vì từ nay cuộc đời của anh không còn điểm dừng nữa. vậy? Hiểu phải không? Cái gì? Bởi vì người làm đã bỏ đi rồi. Anh Roy, Ê, chào cô Quách. tôi vừa mới họp xong với bộ phận IT của anh rồi. Tuần sau tôi sẽ cập nhật hệ thống bảo an. Đến lúc đó hệ thống trung tâm sẽ giúp mọi người theo dõi khóa cửa của mỗi căn phòng, máy lạnh và điện nước nữa. Hễ có vấn đề gì mọi người sẽ nhận được cảnh báo ngay. Tốt, sắp tới tập đoàn chúng tôi muốn mở rộng quy mô, cần một số nhân tài IT. Hợp đồng của cô chừng nào kết thúc vậy? Lúc đó qua làm việc cho chúng tôi đi. Tóm lại công ty của cô trả bao nhiêu, chúng tôi tăng đúng 30% cho cô. Cảm ơn anh nha anh Roy. Hợp đồng của tôi có lẽ còn nửa năm nữa mới xong lận. Anh Roy ở phòng an ninh, bây giờ tôi đưa anh đi gặp ảnh. Làm phiền rồi. Không có gì. Dạo này mọi người cũng bận thiệt Phải. ha. Dạ được rồi, giờ chúng ta quyết định Lâm vậy Lâm. đi. Anh Phi, anh Phi, lần này anh lợi hại lắm đó. Bây giờ anh Roy nói giao hết toàn bộ bảo hiểm của quản của tập đoàn khách sạn cho anh. Hay, lần này anh quay về chắc chắn sẽ thăng chức lên lương. Cũng nhờ em chiếu cố thôi. Nếu như anh không nể mặt em thì đâu có bạn suôn sẻ vậy. À phải, lúc nãy người ta ra sức thuyết phục muốn kêu em nhảy việc, em lại không chút động lòng. Có phải bên Mỹ còn bạn trai đang đợi em, cho nên không muốn ở lại Hồng Kông phát triển không vậy hả? Anh nói lung tung, em làm gì có bạn trai chứ. À anh biết rồi, vẫn còn nhớ tới anh Tính cho nên không để mắt tới như anh chàng khác. Đúng là điên khùng. Anh đừng nói lớn tiếng quá, để mọi người nghe được, mọi người sẽ cười chết luôn đó. Có gì lạ lắm đâu chứ, mối tình đầu luôn làm người ta ấn tượng sâu sắc mà. Ôi, báo cáo của tôi nè, là treo máy nữa rồi. Không biết có phải không đủ RAM không, gần đây máy tính của em cứ chậm chạp chậm chạp như rùa vậy đó. Nếu là như vậy thôi thì quyết định luôn đi, kiếm người đổi mới hết máy tính toàn bộ của công ty. Hay lắm. Trời, anh làm như vậy phải có nhân tài máy tính mới được. Nhân tài máy tính? Hỏi anh đi. Sao hả? Nhân tài máy tính? Máy tính ở nhà anh còn chưa lo liệu được nữa là. Anh không phải nói về anh, anh đang nói về Lâm Lâm đó. Lâm Lâm về rồi sao? Phải đó, lúc nãy anh bằng công việc tình cờ gặp được cổ. Tình cờ gì? Không phải. Lâm Lâm đó, chẳng phải cô đã đi du học ở bên Mỹ, sau đó ở lại bên đó phát triển sao? Đúng lúc cổ có một công việc cho nên mới quay về Hồng Kông. Nè, cổ giỏi lắm nha, chủ quản của công ty IT đó. Chà, luôn cả hệ thống máy tính của khách sạn lớn cũng do cổ quản lý. Thử hỏi phải là nhân tài máy tính không? Giỏi vậy sao? À phải. Anh tính hay là kêu cổ tôi giúp chúng ta đi. Nè. Phải đâu. Nè, cũng phải ha. Thì đó. Không biết gần đây cổ sao rồi. Thì vừa đẹp vừa giỏi thôi, bây giờ thiếu gì công ty dành giao mời cổ. Lâm Lâm. Nè Lâm Lâm, em không sao chứ? Anh Tính, lâu rồi không gặp. Em đứng lên trước đỡ. Em không sao. Nè, chân của em trè hết trơn rồi. Nè, cầm lấy. Xe của anh không bằng keo cá nhân. Nè, không cần. Đi. Được không rồi. Cần thiệt mà. Nè, em không sao, không cần đâu. Được rồi, xe của anh đậu ở phía trước thôi mà. Nè, em thì là vụng về quá. Sao mỗi lần gặp lúc quan trọng nhất đều dắp té chứ. Nè, ngồi xuống trước đỡ. Em thì trở nên xinh đẹp hơn rồi, nhưng mà vẫn còn giống như lúc trước vậy, vụng về muốn chết được.
Kẹo đậu phộng La Ký vừa thơm vừa giòn vừa ngon đây. Nam ăn vào bổ lưng lại tráng thận, nữ ăn vào vừa trắng lại còn xinh đẹp. Ăn vào bảo đảm em đẹp hơn gấp 10 lần luôn. Cũng may xe của anh có thuốc đỏ băng cá nhân, nếu không á anh nhất định sẽ bắt em đi bác sĩ cho coi. Không té thì làm sao có người quy phục dưới gót. Bị té như vậy, té thêm mấy lần cũng đáng lắm. Còn biết nói móc anh nữa. Em đi nước ngoài một thời gian, ngoại hình cũng thay đổi luôn, xém chút anh không nhận ra nữa. Nhưng mà anh vẫn như ngày nào, chỉ có quần áo hơi phong độ một chút mà thôi. Nhưng mà vẫn còn là độc thân vui tính. Hả? Cười anh, em cũng là gái ế hoàng kim vậy. Cái gì chứ, em ở nước ngoài mà, mọi người cũng biết đó, em không thích dân Tây đâu. À, phải rồi ha, em là tài năng IT của nước ngoài kia mà, thật lễ thiệt đó. Thật ra anh rất muốn em tới công ty của anh để mà phụ giúp. Cũng được thôi, dù sao cũng là kẻ quy phục dưới gót của em, giá nào em cũng phải giúp anh một lần. Có thiệt không đó, chừng nào mới có thể đi làm được đây, anh cũng đang cần gấp lắm nha. Anh nói thật hả? Phải mà. Thật ra công việc của em đã kết thúc rồi, hợp đồng gì mới kết thúc. Nếu không nhờ anh nhận em nghĩ em phải là dân thất nghiệp rồi. Nè, quyết định rồi đó nha. Bởi vì má em cứ muốn em quay về Macau phát triển, lại có thể giúp má quản lý nhà cửa. Nè anh Tính à, em thật sự sẵn sàng để lĩnh đó, sẵn sàng đi làm bất cứ lúc nào. Thật sự tốt lắm, hoàn hảo luôn. À phải, em có đói bụng không? Hay là chở em đi ăn chút đồ? Đói lắm. Vậy đi thôi. Ok. Được rồi, tới rồi nè. Được. Vô trong chờ anh trước đi. Cẩn thận đó. Được rồi, dẹp vô trước. Chào cô, cho hỏi mấy người? Hai người. Dạ, bên này. Đây là thực đơn của chúng tôi. Cảm ơn. Cô coi có thích không? Chà, em cô thiết kế áo cưới này đúng là đẹp lắm. Sau này bạn tôi đám cưới cũng phải nhờ em cô làm. Em cô có thời gian chứ? Tôi nghĩ là được. Alo, anh Tính hả? Em gặp chị của Trác Tịnh. Không phải nói lâu rồi không gặp họ sao? Emily, anh lập tức tới ngay. Emily, Emily. Tính hả? Anh có việc gấp cần làm, lát nữa gọi cho em sau. Bye bye. Anh hai. Tới rồi sao? Ông Ngô. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi. Ông Ngô. Xin lỗi nha, cậu đã tới đây. Có lẽ cũng biết chúng ta đang bàn công việc mờ ám. Tôi chỉ muốn chắc ăn một chút, bảo đảm cho mình thôi. Hiểu mà anh Khôn, chúng ta đều là người mau lẹ. Là vậy, tôi có một lô xe đang cần xả gấp, đúng ra trị giá 5 triệu. Nếu như anh Khôn đây có hứng thú, tôi có thể nhường lại cho anh 4 triệu. Nhưng mà tôi có một điều kiện, đó là trong vòng 3 ngày thành giao, lấy tiền mặt. Thường thì đám cóc nhái bên ngoài tôi không bao giờ tin, nhưng tôi đã điều tra cậu. Cậu có một lô xe bên Mỹ, nóng lòng muốn xả. Nhưng tôi không biết cậu có dùng xảo thuật gì không. Hơn nữa cậu đòi tiền mặt, cậu không sợ tôi nuốt không hết sao? Anh Khôn, những hãng xe khác thì phải coi lại thôi. Anh có sòng bạc lớn ở bên Myanmar mà.
dư sức nuốt lô này. Hơn nữa Đông Nam Á có nhiều xe rẻ, anh cũng không thèm, nhất định đòi về Hồng Kông để mua. Anh rửa tiền gì, chúng ta biết nhau quá rõ. Nè, cậu muốn nói cái gì chứ? Tôi muốn lấy tiền mặt, anh thì muốn rửa tiền. Chúng ta mỗi người một nhu cầu thôi. Nếu như anh có hứng thú với lại lô xe đó, tôi có thể ghi số lớn hơn trong hóa đơn cho anh. Còn không thì anh thích ghi bao nhiêu cứ ghi bấy nhiêu, lợi cho anh quá rồi. Vậy mà cũng phải suy nghĩ sao? Vậy đi, lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tôi bớt thêm cho anh 200 ngàn. Nếu anh hài lòng về lô xe này, chúng ta có thiếu gì cơ hội hợp tác. Được, được. Chỉ cần cậu làm việc đâu đó gọn gàng, từ nay chúng ta thiếu gì cơ hội hợp tác. À, mấy ngày tới tôi sẽ chuẩn bị tiền, tới lúc đó mới gọi cho cậu hả? Nè, cạn ly. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Gọi điện thoại hẹn Cao Tiên Tử ra cho tôi, cứ nói tôi muốn đánh một trận gôn với ông ta. Bạn của ông Cao tới rồi, chuẩn bị xong thì ra sân đi. Kêu hai người áo đỏ đó nép qua một bên. Vô làm đi chỗ khác đi. Dạ được. Có gì nói đi. Anh Tự, từ nay tôi không cần xe nữa, tôi lấy tiền mặt. Này, anh bị đập trúng đầu sao? Anh lấy tiền mặt sẽ gặp rắc rối đó. Anh Tự, trên đời này không phải chỉ có mình anh mới có xe đâu. Tôi có tiền, thiếu gì người kiếm cho tôi. Còn nữa, tôi có thiếu gì cách rửa sạch số tiền đó. Tiền đó của tôi thích rửa thế nào là tùy tôi. Anh không cần lo lắng cho tôi. Anh đừng quên là chúng ta kề vai sát cánh. Nè, anh rắc rối tức là tôi rắc rối. Tôi không muốn bị anh làm liên lụy. Nếu thật sự kề vai sát cánh, anh đâu cần lần nào cũng coi tôi như là thằng khùng. Tôi coi anh là thằng khùng hồi nào? Anh không có tiền bỏ túi sao? Chúng ta kề vai cùng kiếm tiền lớn mà. Không lẽ hỡi chút mà lại tính chi ly với tôi? Sòng bạc đó là do tôi dùng tiền thật bạc thật bỏ ra để mở. Anh bỏ ra cái gì chứ hả? Anh đặt máy quay ở đó, sau đó gọi rung đùi đợi thu tiền. Kẻ kiếm tiền lớn là anh thôi, anh Tự. Được. Cãi nữa, mất công mất quả khí. Anh đòi tiền mặt chứ gì tôi đưa cho anh. Nhưng vì không muốn anh bị người ta lừa một vố liên lụy tới tôi. Thực ra tên đó là ai, anh điều tra kỹ lý lịch của hắn chưa? Anh yên tâm đi, tôi làm việc cẩn thận lắm. Tôi đã quay lại hình ảnh. Nó muốn lật lọng với tôi, chết chắc. Có phim coi sao? Được thôi, cho tôi coi đi. Phải rồi, em vừa mới tới nhà anh thôi. Biết rồi, in bằng đó ra em sẽ ký luôn, sau đó gửi cho ông Dương ngay. Phải, anh ở lại Hồng Kông thêm vài hôm thì được Emily mới về đi. Được rồi, về đi nha. La uy tín này đúng là bê bối thiệt đó. Gửi bạn đó bấy lâu nay cũng không gửi cho người ta. Đừng tức giận, đừng tức giận, uống hớp nước trước đi nè. Ừ. Cho nên mới nói anh và cậu Tính không có em thật sự điêu đứng lắm đó nghe. Chỉ được cái miệng. Con có với A4 giùm em hay không đi? Yes, mất đâu. Giấy A4. Hey. Em à, tìm được rồi. Giấy A4 đi. Đang coi gì vậy? Tập tin của anh Sinh. Quỷ ám hay sao vậy? Tập tin của người ta em cũng coi sao? Sao thiếu đạo đức quá? Anh làm gì vậy? Em vô tình click vô thôi mà. Bởi em cố tình sao? Ờ.
Anh mới là thiếu đạo đức đó, thiệt tình à. Anh tìm được chứng cứ phạm tội của Cao Thiên Tụ cũng không nói em biết nè. Anh nghĩ có phải anh sợ em dướng tay dướng chân cho nên không nói em biết không? Không được, gọi điện hỏi anh cái đã. Không nghe điện thoại của em. Em làm ơn đi, anh sinh từng tuổi này rồi, anh tự biết cân nhắc mà. Không chừng bản thân anh đã có kế hoạch rồi. Với lại em đừng hỏi chút thì gạn, hỏi người ta chi tiết như vậy. Hình như lần trước anh đã có nói gì với chị Men. Không chừng anh có nói với chị ấy để em hỏi chị đó. Nếu như anh cảm thấy có hứng thú, tôi có thể nhường lại cho anh giá 4 triệu. Thằng khốn Kiều Thiên Sinh này lại muốn gài bẫy để tôi xa chân vô. Cậu lập tức tung người đi tìm nó về đây cho tôi. Dạ, ông Cao. Nói đi. Ông Cao, có một người họ Kiều mới tới, nó nhất định phải gặp ông. Cô lập tức kêu nó vào đây cho tôi. Dạ ông Cao. Ông Cao, tôi tự động tới đây, chắc ông không từ chối tiếp tôi chứ? To gan lắm, một mình tới tìm tôi sao? Có gì đâu, thật ra lần này tôi tới là muốn cho ông nghe cái này. Anh đừng quên chúng ta kề vai sát cánh. Nè, anh rắc rối tức là tôi rắc rối, tôi không muốn bị anh làm liên lụy đến tôi. Nếu thật sự kề vai sát cánh, anh đâu cần lần nào cũng coi tôi như là thằng khùng. Chúng ta cùng kề vai kiếm tiền lớn mà, không lẽ hỡi chút anh lại tính chi ly với tôi sao? Sòng bạc đó là cho tôi dùng tiền thật bạc thật bỏ ra để mở. Anh bỏ ra cái gì chứ? Anh đặt máy quay ở đó, sau đó ngồi rung đùi để thu tiền. Kẻ kiếm tiền lời lớn là anh thôi anh tự. Ngoại trừ giọng nói, tôi còn có sắp hình. Tôi đã lắp ống tele để chụp nó. Cậu muốn gì? Muốn bàn về chuyện mạnh nhất của ông, kinh doanh. Bàn chuyện kinh doanh. Được thôi. Ông kinh doanh sòng bạc phi pháp ở trên mạng, chắc cũng kiếm được không ít. Tôi nghĩ ông cũng không muốn có thêm người dư thừa nào nhúng tay vào. Muốn giở trò với tôi sao? Cậu chưa đủ trình độ. Tôi muốn lấy tiền mặt, ông muốn rửa tiền. Chúng ta mỗi người một nhu cầu thôi. Nếu ông có hứng thú với lô xe đó, tôi có thể ghi số lớn hơn trong hóa đơn của ông. Còn không thì ông thích ghi bao nhiêu thì cứ ghi bấy nhiêu, lợi cho ông quá rồi. Độ phân giải của đoạn phim này cũng cao lắm, dùng tập tin gì gửi qua vậy ta? Có thể bản thân cậu không biết Cao Thiên Tựu này là ai. Tôi là một kẻ có thù trả thù. Nếu người ta phá tôi nhất định phá người đó trước. Ông Cao, ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi không nghĩ là sẽ phá ông. Lúc nãy tôi đã nói rồi, lần này tôi tới là hy vọng bàn chuyện làm ăn cùng với ông. Nói đi. Đó là dĩ hoài di quý. Chúng tôi có gì mít lòng, hy vọng là ông mở rộng tấm lòng, coi như phấn giết bản xóa sạch. Còn không thì có thể nói như vậy: tôi là chén sành, còn ông là chén kiểu. Tôi thì từng ở tù rồi, nhưng mà vừa mới được thả ra làm lại từ đầu. Thua thì tôi thua chắc rồi, nhưng còn ông thì tính tới ngày hôm nay được danh dự và địa vị dáng này, có nên liều hay không thật sự rất đáng bằng bạc. Cậu thanh niên, cậu thật sự cho rằng dựa vào mấy tấm hình và đoạn ghi âm này thì có thể buộc tội tôi sao? Vậy thì con tùy phải dùng thủ đoạn gì. Nếu như tung những thông tin này cho giới báo chí, tôi nghĩ ông cũng nhức đầu lắm đó. Ông biết đó, bây giờ chính phủ Macau tin tưởng ông như vậy. Nếu công khai hết chuyện này ra bên ngoài thì tôi nghĩ sau này ông nhận được quân chương hoa sen lớn gì đó của Macau cũng có chút khó khăn nữa. Muốn động tới Cao Thiên Tửu này dựa vào mày à? Phải, dựa vào tôi. Nếu ông vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi này, tôi không ngại liều mạng với ông đâu.
Hello. Xin, bây giờ đang ở đâu? Tìm tôi có gì không? Giang Anh gọi cho tôi, nói anh vẫn còn điều tra bằng chứng của Cao Thiên Tự. Có đúng là có chuyện đó không? Một mình anh điều tra nguy hiểm lắm. Đừng ôm hết vào người, nếu thật sự có thông tin, anh giao cho cảnh sát chúng tôi đi. Cô đừng nghe Giang Anh nói lung tung nữa. Bây giờ tôi đang cùng một người bàn một vụ làm ăn rất là quan trọng. Làm gì có thời gian lo những chuyện vô bổ. Lát nữa gọi lại sau. Cũng được. Tôi nghĩ tôi cần phải giới thiệu cho ông biết người trong điện thoại này là ai. Đó chính là tổng thanh tra tổ trọng án của khu vực này. Cô tên là Mandy. Tôi nghĩ ông cũng nhận ra tôi và cô có quan hệ gì. Nhưng mà tôi thật sự không muốn cô nhúng tay vào chuyện này. Ông Cao, vụ làm ăn lần này tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi hy vọng ông buông tha em của tôi. Khi ông biết điều thì tôi cũng biết điều. Tôi cũng không muốn cản trở ông làm giàu. Về phía Mandy, tôi sẽ tự lo liệu. Tôi cũng không muốn cổ biết tôi và Ngô Khôn đã nói những gì với nhau để cổ đích thân bắt tôi. Ông Cao, vụ làm ăn này rất đáng suy nghĩ đó. Ranh con, cậu giỏi lắm. Thôi được, từ nay tôi sẽ kêu đại ma không phá nữa. Kêu cậu ta dừng lại. Còn cậu đậu vọng, coi như không thấy cậu ta. Vậy được rồi chứ. Mày đùa với tao, mày đúng là không biết chỗ mua quan tài. Anh Khôn, tôi không phải cố tình lừa anh. Đây là chuyện giữa tôi và Cao Thiên Tử. Chuyện giữa tao và Cao Thiên Tử, mày đừng có xen vào. Tao không muốn nhìn thấy mày nữa đó. Có phải anh không vậy? Cao Thiên Tử anh cũng không tha. So với lấy mạng con ma thì có khác biệt gì chứ? Giai đoạn khác thường thì dùng thủ đoạn khác thường mà thôi. Quan trọng nhất là giải quyết được. Tụi nó sẽ nổ súng thiệt đó. Đám người nó bị điên mà. Cậu cứ yên tâm đi. Đám người Myanmar này bản thân cũng tội ngập đầu. Để chúng đánh cho một trận vớt vát lại uy tín sẽ không sao. Nếu để cho ông chủ biết, chắc chắn sẽ không cho anh làm gì. Nè, cậu có coi vô văn đạo không? Làm tay trong không có kết quả tốt đâu, sẽ chết thê thảm lắm đó. Suy nghĩ cho kỹ đi. Hả? Cậu hãy tự về Ma Cao trước. Tôi còn chút gì cần phải lo. Không chảy máu chứ? Không có. Nhớ, đừng có nói cho thằng Tính biết đó. Hả anh Tụ? Anh nói anh không đầu tư vào hậu môn nữa. Anh đang nói đùa với em thôi có phải vậy không? Tôi nói đùa với cậu hồi nào? Chính anh nói muốn hạ gục lại tính ký đó mà. Em đã kéo hết đám người đó nhảy việc rồi. Em cũng đã dốc hết tiền vào đó. Bây giờ anh mới nói không chơi nữa. Vậy bây giờ em tính sao đây? Chính cậu đòi hạ gục La Tính Ký thôi, không phải tôi. Tôi chỉ đứng kế bên hỗ trợ cậu thôi. Tôi không chơi, cậu có thể tự mình tiếp tục chơi mà. Không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu suốt đời? Vậy luôn cả tiền anh cũng không rửa nữa hay sao? Tiền của tôi liên quan gì tới cậu? Hả? Tóm lại chỉ một câu, tôi sẽ không bỏ thêm một xu nào vào hào môn nữa. Anh cũng không bỏ thêm một xu nào hết. Vậy em thật sự không làm nổi nữa. Anh Tự à, công ty đó anh cũng có phần mà. Mỗi người bớt nói một câu. Xéo. Mặc kệ hắn thật sao? Cần gì quan tâm chứ thứ nịnh bợ này. Bảo à, trong tay Kiều Thiên Sinh có rất nhiều thông tin của chúng ta. Bây giờ tạm thời đừng kinh doanh sòng bạc trên mạng và rửa tiền nữa. Đợi tình hình lắng dịu rồi hãy tính tiếp. Chà, vậy thì thiệt nhiều tiền lắm nha.
cái gọi là chứng cứ của Kiều Thiên Sinh đó hoàn toàn không đáng tin cậy. Còn không thì chúng ta cho người loại trừ nó đi. Cậu bị điên sao? Bây giờ chính phủ đang coi trọng tôi không muốn có bất cứ sơ suất gì trong khoảng thời gian này ảnh hưởng uy tín của tôi. Còn nữa, tình khốn Ngô Khôn đó, tôi tuyệt đối không tin hắn nữa, tôi không chơi với hắn nữa. Muốn kiếm tiền, muốn đối phó hai anh em Kiều Thiên Sinh, thiếu gì cơ hội. Nếu là vậy, chúng ta tạm ngừng trước đi. Cậu lo công việc còn lại luôn đi. Dạ biết. Uống ly trà sâm trước đi. Anh à, lúc trước chúng ta không có tiền thì tiền gì cũng kiếm. Nhưng bây giờ chúng ta kiếm đủ rồi, nhân cơ hội này rút lui đi. Đừng kinh doanh những chuyện này nữa được không? Hòa, anh đã nói với em nhiều lần rồi, đừng nhắc lại chuyện trước đây nữa có được không hả? Em chỉ nói vậy thôi. Nói thôi. Em đem chuyện cũ của anh khai ra hết, nỡ mặt lắm sao? Em biết là anh không thích, nhưng nhiều khi cũng phải làm những quảng cáo này. Tạp chí viết cũng hay lắm. Nói bản thân anh tay không lập nghiệp, tự mình gây dựng sự nghiệp, như vậy sẽ tốt cho hình ảnh của anh hơn. Tốt cỡ nào chứ? Em đem chuyện lúc trước anh làm chân rết cũng nói luôn cho người ta biết, tốt cỡ nào chứ? Tóm lại, từ nay về sau em đừng nói chuyện của anh trước mặt mọi người nữa, được không? Được không? Biết rồi. Nè anh Sinh, thật ra anh có coi tôi là bạn không? Đương nhiên tôi không coi cô là bạn rồi. Tôi coi cô là huynh đệ mà. Còn giả bộ. Hôm qua tôi gọi cho anh ấp a ấp úng, biết nghe anh đang điều tra Cao Thiên Tụ. Nói mau đi, làm gì vậy? Nè, cô cũng phải trả tiền chứ. Rõ ràng cô coi tôi là tay trong của cô mà. Cô không đưa tiền tôi làm sao cấp tin cho cô? À, bây giờ nói chuyện đó với tôi. Nếu không nói chuyện gì với cô mới được chứ. Nói ra cô cũng không tin. Tôi nói không tức là không có rồi. Biết anh bấy lâu hiểu con người của anh, lúc nào cũng thích ôm hết mọi chuyện vào mình. Tóm là dù thế nào đi nữa, tôi là huynh đệ của anh, có chuyện nhất định phải nói cho tôi biết. Biết rồi, dài dòng. Anh Tính. Lâm Lâm, tại sao em biết Emily đang ở khách sạn này vậy? Khách hàng tên Roy của em làm gì ở khách sạn này? Dù sao họ Trá cũng có danh có tiếng, mỗi lần họ trở về báo chí đều có đăng. Em có nói chuyện với anh Roy, thì ra lần này họ về cũng ở trong khách sạn này. Nói tóm lại, Emily đang ở trong phòng 823. Em cùng anh lên trển tìm cổ. Cũng được, cảm ơn em. À, là họ kia. Nè Emily, bác gái. Anh Tính, sao anh ở đây vậy? Tôi đặc biệt tới tìm cô đó. Sao cô tránh tôi chứ không nghe điện thoại của tôi nữa? Tôi không tránh anh, đúng lúc điện thoại của tôi hết pin thôi. Xin lỗi, chúng tôi đang bận, hôm khác tôi mới tìm anh. Không phải, không phải. Emily, anh tôi đã trở về rồi. Anh muốn tìm Rachel. Tôi không biết Rachel đang ở đâu, cô có thể nói tôi biết được không? Hai người còn tìm nó làm gì chứ? Cậu về nói với anh cậu, kêu cậu ta bỏ ý định đó đi. Suốt đời cậu ta cũng được mong gặp lại con tôi. Nhất là cậu đó, cậu đừng làm phiền nó nữa. Tôi cầu xin cậu lỗi được nha, không? Chúng tôi đang bận lắm, tôi sẽ tìm anh sau, được không? Làm ơn cho qua, cho qua, cho qua. Cali. Từ nay Hào Môn không làm được trò trống gì nữa, ai cũng không thể uy hiếp là tinh ký nữa. Cho nên vợ của con nói rất đúng, trên đời này có thiên lý mà, người nào làm nhiều chuyện xấu trước sau gì cũng bị trời phạt thôi. Nè, chưa đâu, mấy người xấu đó thật sự chưa phạt hết đâu. Bắt luôn bọn chúng thì đúng là trời có mắt. À phải, anh Sinh, chị Men có gọi cho anh không? Đương nhiên là có rồi. Em còn nói nữa, anh bà chẳng khai chuyện của anh cho Men đi biết cũng không chịu báo trước với anh. Anh chịu nghe điện thoại của em mới được chứ đại ca. Thì đó. Sao hả? Chị Men nói sao vậy? Có phải anh đủ thông tin rồi không? Đủ thông tin thì đưa cho chị đi, bắt hết đâm xấu xa đó đi. Không có. Tìm tới tìm lui cũng chỉ có tin lạc vặt. Cho dù Men đi thực sự chịu giúp đỡ cũng không đủ bằng chứng để buộc tội hắn. Mọi người không cần mặt mày ủ rũ như vậy. Mọi người làm đúng bổn phận rồi, ông trời sẽ sắp đặt thôi. Quan trọng nhất là có kết quả. Bây giờ Cao Thiên Tự đồng ý rút lui rồi, có tìm được bằng chứng hay không cũng không quan trọng nữa. Nhưng mà không đáng, không bắt được đâm khôn đâu. Ê, đừng tức giận. Cạn ly trước đi ha. Này, 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 này. Nè, uống đi, uống đi. Ủa? Ủa, Tính. Cha sao đông đủ vậy? Nè, Tính à, hôm nay em tìm ăn gấp như vậy có gì không? Anh hai, em gặp lại Emily. Hôm nay em còn gặp má của cổ nữa. Còn Rachel, có tin của cổ không? Em cũng có hỏi họ, nhưng mà họ có vẻ rất là bí ẩn, không chịu nói gì hết. Còn nói cái gì suốt đời suốt kiếp đừng mong gặp lại Rachel, cho chúng ta bỏ ý định đó đi. Tại sao lại nói vậy chứ?
Không lẽ bác gái còn giận anh hay sao? Em cũng không biết nữa, nhưng mà họ có vẻ kỳ lạ lắm, chắc chắn giấu giếm chuyện gì đó. Emily. Alo, Emily. Cuối cùng cô cũng chịu gọi lại rồi sao? Cũng được, cũng được. Tôi và anh hai lập tức tới tìm cô ngay. Anh hai, bên kia kìa. Emily. Anh Sinh, anh Tính. Rachel đâu? Thật ra em của cô đã đi đâu? Emily à, má cô đâu có ở đây nữa. Có chuyện gì cô cứ việc nói ra. Có phải má cô ngăn cản anh hai gặp mặt Rachel hay không? Không phải là ý của má đâu, mà từ nay Rachel không muốn gặp anh Sinh nữa. Tại sao? Cách đây hơn một tháng, Rachel đã làm đám cưới với người khác ở nước ngoài. Đám cưới rồi hay sao? Cô vẫn còn chờ anh hai mà không lý nào. Không sao đâu, thật ra tôi cũng đoán được rồi. Hai người cũng thấy rồi đó, bây giờ Rachel ở nước ngoài đang sống cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc với chồng của nó. Từ nay nó không về Hồng Kông nữa đâu, càng không qua Macau này. Không lý nào, bấy lâu chúng tôi có liên lạc mà. Tại sao chuyện lớn như vậy Rachel cũng không nói cho tôi biết chứ? Emily à, cô nói cho tôi biết Rachel đang ở đâu đi. Tôi và anh tôi muốn gặp mặt hỏi cổ cho rõ. Tôi nghĩ không cần thiết như vậy nữa. Những chuyện duyên số không thể miễn cưỡng được. Coi như Rachel từng nói, nó có lỗi với anh. Cổ không có lỗi với tôi. Cho dù có, cũng là tôi có lỗi với cổ. Cổ tuyệt đối có quyền lựa chọn. Cổ vui là được rồi. Anh bỏ ý định là tốt rồi. Tóm lại từ nay, mạnh ai nấy có cuộc sống. Hy vọng anh đừng làm phiền nó nữa. Chiếc lắc này hôm đó anh đã tặng cho Rachel. Nó kêu tôi có cơ hội thì trả lại cho anh. Tóm lại từ nay, hai người không còn dính líu nữa. Anh nên dứt khoát quên nó đi. Xin. Emily. Em cứ tưởng đâu anh vì chuyện má em khiếm nại nên anh không muốn quen em nữa, không lo cho em nữa. Vì anh, em đã cãi nhau với má của em. Má em còn tát em một bạt tay nữa. Không biết sau khi em nhìn thấy cái này, trong lòng có vui hơn hay không? Anh muốn làm cho em vui sao? Cho anh cơ hội đi mà. Em không muốn tiếp tục với anh nữa, chúng ta chia tay đi. Rachel. 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 Rachel, nghe anh nói đi mà. Rachel! 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 Em không sao. Em cũng không muốn anh có chuyện. Anh muốn nói với em, trong thâm tâm của anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh thật sự rất hy vọng em tha thứ cho anh đó. Rachel, anh xin lỗi. Rachel, anh không thể sống thiếu em được. Ivy, đây nè. Ngồi xuống đây đi. Uống gì không? Anh làm ơn cà phê nóng. Làm ơn cho ly cà phê nóng. Tìm cô lâu lắm rồi, cuối cùng hôm nay tôi cũng gọi được điện thoại cho cô. Tôi đi công tác, hôm qua mới xuống máy bay. Anh tìm tôi gấp như vậy có phải có chuyện gì không? Không, chỉ muốn hỏi thăm cuộc sống của Rachel thôi. Dạo này chúng tôi cũng bận lắm, mấy tháng rồi không có liên lạc nhau. Cô có biết cô đã đám cưới rồi không? Hả? Đám cưới? Không có đâu, chuyện lớn như vậy không lý nào cũng không nói cho tôi biết. Anh có nhầm lẫn không? Đích thân Emily đã nói với tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao lại như vậy chứ? Từ khi anh của anh đi, tôi không nghe cổ quen bất cứ người nào khác. Lý nào đột nhiên Rachel lại lấy chồng chứ? Vậy cô có biết Rachel đi đâu hay không? Độ khoảng 3 tháng trước,
cổ từng gửi một đoạn phim vào nhóm chat của chúng tôi. Lúc đó cổ tới chỗ khác làm gì, cổ còn đưa địa chỉ cho tôi nữa đó. Đoạn phim đó đâu, có thể cho tôi coi được không? Trời, bà không cần gom nhiều quần áo qua bển đâu. Qua tới bên đó mới tới cửa hàng mua lại đi, tiện lợi lắm mà. Tiện lợi, lái xe cũng mất nửa tiếng, có thì đem theo đi. Anh Hải, có chuyện gì? Đã tính à, con về đúng lúc lắm. Con tìm mấy thằng trung dược lần trước đi mua giùm ba đi. Bà muốn đem đi xác cho má của con uống. Hai người thu dọn hành lý nhanh tới vậy sao? Phải, anh đã giúp ba đặt chuyến bay, chiều mai sẽ bay về LA rồi. Anh Hải à, qua đây. Có chuyện gì? Lúc nãy em gặp lại Ivy, có đoạn phim, anh nên coi thử đi. Chào, bạn thấy sao? Có phải áo cưới này đẹp lắm không? Nếu là bạn thì cho tôi cái like nha. Nhưng không ngại nói cho mọi người biết, tôi thực sự rất muốn mau chóng mặc bộ áo cưới này cùng với người tôi yêu thương nhất bước vào nhà thờ. Cách đây 3 tháng Rachel đã tung đoạn phim này lên trên mạng kết bạn đó. Vậy thì tốt rồi, cuối cùng cô cũng hoàn thành tâm nguyện cùng với người cô yêu bước vào nhà thờ. Không phải, anh nhìn kỹ lại coi, trên tay cổ vẫn còn đeo chiếc lắc mà anh tặng cho cổ đi nè. Coi đi, người đàn ông yêu nhất mà Rachel nói không phải là ai khác, cô đang nói tới anh đó. Đó chỉ là do em nói mà thôi. Trong 3 tháng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Bỏ đi tính rồi, người ta đã có chồng rồi. Phải hay không cũng được, em cảm thấy anh nên đích thân hỏi cổ cho rõ ràng, ít ra cũng biết rõ ràng hơn. Thằng Tính nói đúng lắm. Hôm khác mới đi Mỹ cũng không sao, nhưng như vậy mà con có không hỏi rõ ràng, con sẽ hối hận suốt đời đó. Nhưng bây giờ không biết cô đang ở đâu, làm sao mà hỏi được chứ. Ivy đã cho em một địa chỉ nè. Ngày mai chỗ anh cần phải đi không phải là LA, là Okinawa. Rachel ở Okinawa, em đã đặt vé máy bay luôn rồi. Nè, tóm lại đừng có suy nghĩ gì hết. Ngày mai em cùng anh lên đường tới Okinawa tìm Rachel. 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 Tính à? Tính, vậy đi. Hả? Tôi Okinawa rồi. Ê, anh Hai, lúc nãy em nằm mơ, em mơ thấy Rachel. Em đi theo cổ lên trên một đỉnh núi, nhưng mà quay lưng lại thì cổ lại biến thành một người khác. Nét mặt của cô gái đó mơ hồ dữ lắm, đôi mắt rất là bí ẩn, rất là thu hút. Nằm mơ thôi mà, nói không đầu không đuôi, không biết em nói gì nữa. Em muốn nói em có linh cảm, em cảm thấy lần này chúng ta nhất định sẽ tìm được Rachel. Việc đầu tiên khi xuống máy bay phải giải quyết hai khó khăn trước. Thứ nhất, không biết làm sao đón xe. Thứ hai, chúng ta không biết tiếng Nhật. Bất thình lình cũng không muốn được phiên dịch đi chung nữa. Được rồi, trước đó chúng ta lên mạng mướn được chiếc xe. Với lại Okinawa từng bị Mỹ khai trị, có thể có nhiều người biết nói tiếng Anh đó. Còn không thì dùng ngôn ngữ cơ thể vậy. Tìm công ty chụp hình cưới mà Rachel hợp tác với người ta sao? Không ai dẫn đường, chúng ta cũng chưa ướt chân ráo nữa. GPS trên xe có tiếng Anh mà, yên tâm đi. Vậy để mau chóng tìm Ivy gửi địa chỉ cho anh, để anh nhập vào GPS, hướng dẫn sẽ dễ tìm hơn.
Tiệm áo cưới đó nằm trong một khách sạn mà. Anh thấy, anh nhìn kìa, đây chẳng phải là nhà thờ kính trong đoạn phim của Rachel sao? Đúng không? Vô trong coi thử. Anh hai, chúng ta không tìm nhầm chỗ đâu. Chắc chắn đoạn phim của Rachel đã quay ở đây đó. Có thể là công ty chụp hình cưới đó cũng ở gần đây.